Em tên là Lê Thị Mai Hương, sinh viên khóa 3 của trường đại học EDX. Sau đây em xin trình bày nội dung nói thạo. Giao tiếp, nói là những kỹ năng vô cùng là cơ bản của con người chúng ta. Giao tiếp chính là một nghệ thuật và người giao tiếp chính là một nghệ sĩ. Nhưng làm sao để giao tiếp tốt? Đây lại là một vấn đề. Giao tiếp, chúng ta cũng cần một quãng thời gian trau dồi kiến thức, nâng cao kỹ năng để hoàn thiện bản thân. Muốn giao tiếp tốt thì đầu tiên chúng ta cần phải biết nói tốt, nói thạo. Vậy bạn có phải bạn nghe vô cùng là vô lý hay không? Nhưng đó là điều là đùa là thật. Không phải trên đời này khi sinh ra ai cũng có khả năng nói thạo, nói tốt, mà nó chính là cả một quá trình rèn luyện học hỏi. Khi mà bản thân quá tự ti hay là sợ hãi ở những vấn đề trong xã hội thì vấn đề nói thạo là một vấn đề vô cùng là khó khăn. Cho nên hôm nay tôi và các bạn sẽ cùng nhau đi tìm hiểu vấn đề chủ đề nói thạo. Và vẫn như tuần trước, trước khi tìm hiểu một kiến thức mới nào đó, chúng ta phải đi tìm hiểu khái niệm của nó. Vậy nói là gì? Nói là hoạt động tạo ra âm thanh, hoặc chúng ta có thể hiểu là chúng ta trò chuyện, nói chuyện, trao đổi với nhau. Khi mà chúng ta nói cũng là lúc mà chúng ta đang truyền tải những suy nghĩ, tình cảm của mình qua những cuộc trò chuyện, qua những cuộc trao đổi để cho đối phương biết, người nghe hiểu là bạn đang nghĩ gì, bạn đang cảm thấy như thế nào. Nói là một chuyện vô cùng là khó, cho nên nói thạo cũng là một chuyện còn khó hơn. Hôm nay tôi đã tham gia tiết học của thầy Nguyễn Đình Hùng và chủ đề là nói thạo. Trong lớp tất cả mọi người đều vô cùng là cố gắng cũng như là sôi nổi để nói ra những vấn đề của mình trong quá trình thuyết trình cũng như là quá trình giao tiếp trong cuộc sống. Đầu tiên đó chính là vấn đề nói ấp úng, nói nhất quãng. Theo chủ nhân của câu theo chủ nhân của cái của biểu hiện này thì đó là do bạn ấy thiếu vốn từ, thiếu khả năng nói. Thứ hai đó chính là bạn là thiếu là nói thiếu tự nhiên, thiếu một cái nói một cách vô cùng là gượng gạo. Tôi có thể hiểu nói kiểu này là nói giống như một con robot, nó không có tình cảm, không có cảm xúc trong đó chăng? Thứ ba đó chính là việc ngại tiếp xúc, ngại mở đầu của mối quan hệ. Vấn đề này có thể hiểu là việc mà chúng ta ngại tiếp xúc với người khác, không muốn tiếp xúc với người khác, không muốn trò chuyện với người khác, và cũng không muốn là người chủ động để bắt đầu một cuộc nói chuyện, hay là khi người khác chủ động với bạn thì bạn cũng sẽ nói ấp từ trở qua câu chuyện một cách nhanh chóng và gọn lẹ nhất. Tôi lấy một ví dụ, đó là khi mà bạn là một học sinh mới, bạn tới một ngôi trường mới, bạn kết bạn với những bạn bè mới, thì việc đầu khi mà bạn tới lớp, việc đầu tiên là bạn hãy tìm một chỗ khuất, một chỗ ít người chú ý tới và ngồi tại đấy. Nhưng và điều tiếp theo là bạn chỉ đợi giáo viên vào học và ra về, chứ bạn không chào hỏi hay là kết bạn với người khác. Vì sao? Vì bạn sợ tiếp xúc với họ, bạn sợ họ sẽ ghét mình, bạn sợ họ sẽ không thích mình hay chăng? Thứ tư đó là nói một cách không rõ ràng, rành mạch, nói vòng vo và thiếu ý. Điều này thể hiện đó chính là bạn nói không đúng vào chủ đề, không nói đúng vào vấn đề mà câu nói đó mà nội dung cần nói, và bạn nói vòng vo quanh cái chủ đề đó khiến cho người nghe vô cùng là khó hiểu và họ sẽ có cảm giác vô cùng là khó chịu. Thứ năm đó là bạn nói không hấp dẫn, nói thiếu nhiệt, nói một cách vô cùng là thều thào và nói chậm, nói chậm như rùa. Cái việc này đó là cái điều mà bạn
nói một cách thều thào như vậy, bạn nói một cách không thiếu nhiệt sẽ dẫn đến việc đó là bạn sẽ tạo cho một cuộc nói chuyện vô cùng là nhàm chán, nhạt nhẽo, không sôi động. Người đối phương của đối phương trò chuyện với bạn sẽ nghĩ rằng bạn đang muốn cố gắng nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện này một cách nhanh gọn nhất có thể. Tiếp theo đó chính là bạn nói một cách không có quan điểm, bạn không biết bảo vệ quan điểm của mình. Đó là khi mà bạn nói chuyện hoặc là trao đổi với người khác, bạn nói ra quan điểm của mình về cái vấn đề đó và bị người ta bác bỏ một cách nhanh chóng. Việc bác bỏ như vậy không tồi tệ, mà tồi tệ hơn đó là bạn không biết lập luận, bạn không biết tranh biện lại để bảo vệ cái quan điểm của mình. Điều này thể hiện bạn là một người không có lập trường. Cái cuối cùng đó là bạn nói quá nhỏ hoặc nói quá to cũng ảnh hưởng rất nhiều trong cuộc giao tiếp. Nói quá nhỏ sẽ dẫn đến việc đó là người người ta sẽ không nghe rõ là bạn đang muốn truyền đạt cái gì, bạn đang muốn nói cái gì. Nhưng nói quá to thì sẽ dẫn đến việc đó là họ nghĩ bạn là một người vô cùng là hung dữ, vô cùng là khó gần, hung dữ, và sẽ khiến cho họ ngại tiếp xúc với bạn, sợ hãi khi tiếp xúc với bạn. Bên trên là một số những biểu hiện mà tôi liệt kê ra, hoặc có một trong trong số các bạn có ai đang suy nghĩ rằng bản thân mình đang gặp vấn đề như vậy lúc nào hay chưa? Bạn đã từng trò chuyện với gia đình, bạn có bao giờ trò chuyện với bạn bè, bạn có trò chuyện với giáo viên, thầy cô trên lớp, trò chuyện với những người ở bên ngoài xã hội? Và khi trò chuyện như vậy, bạn có cảm nhận ra một điều rằng đó chính là đối với mỗi một trường hợp thì bạn đều có một sắc thái khác nhau hay không? Khi bạn trò chuyện với 2 người, trò chuyện với 5 người, 10 người hay thậm chí là 100 người cả một cái hội trường, thì bạn có thấy cách biểu đạt cũng như là cách nói của bạn nó cũng sẽ bị thay đổi, nó sẽ bị phụ thuộc vào số người hay không? Có một người từng nói rằng là con gái khi mà tiếp xúc, con gái gái khi nói chuyện, khi biểu lộ cảm xúc cũng đều có màu sắc. Khi nói chuyện với gia đình thì giống như là một màu hồng, vô cùng là dịu dàng, nhẹ nhàng, ngọt ngào, ấm áp. Khi nói chuyện với bạn bè thì là màu vàng, vô cùng là nhiệt tình, sôi nổi và hòa đồng. Khi nói chuyện với người mình yêu thì giống như là một màu tím, một màu tím ngại ngùng, e thẹn. Khi nói chuyện với người lạ thì giống như một màu xanh dương, vô cùng lạnh lùng và khó gần. Tại sao lại như vậy? Thứ nhất, khi nói chuyện với gia đình thì bản thân mình đã hòa nhập vào vừa hòa nhập cũng như là bạn quan tâm và hiểu được tất cả mọi người trong gia đình. Bạn có thể nói chuyện một cách vô cùng là thoải mái. Khi nói chuyện với bạn bè thì bạn bè, những người vô cùng là thân thiết, có khả năng họ là một và cũng có thể họ là một người vô cùng là hiểu bạn. Cho nên bạn sẽ trò chuyện với họ một cách vô cùng là hòa đồng, một cách vô cùng là sôi nổi. Khi nói chuyện với người mình yêu thì chắc chắn là việc mà bạn nói chuyện một cách ê ấp, nhẹ nhàng, dịu dàng và điều không thể tránh. Và nói chuyện với người ngoài, bạn có biết gì về họ hay không? Cho nên việc mà bạn lạnh lùng, bạn ít nói cũng là điều có thể hiểu. Cho nên mỗi chúng ta đều có cách ứng xử cũng như là cách nói chuyện của bản thân. Nhưng mà cách ứng xử đó có thành thạo hay không thì lại là một chuyện. Và nói chuyện hay là khi mà mình nói, tất cả mọi thứ đều có các hình thức riêng, tất cả đều có các hình thức khác nhau. Chúng ta có thể hiểu đó chính là chúng ta có hình thức trao đổi, kể chuyện, đọc văn bản, hoặc là đọc diễn cảm, đọc thư từ, hoặc là viết, hát. Tất cả đều là những hình thức của việc nói, và làm tất cả những điều đó tốt thì đồng nghĩa với việc bạn đang nói tốt và nói thạo. Tất cả mọi vấn đề, mọi thắc mắc, tất cả mọi thứ đều có nguyên nhân của nó. Cho nên vấn đề nói không thạo, nói không tốt cũng có nguyên nhân. Đầu tiên tôi nhắc tới đó là nguyên nhân là sự bị động. Bạn không chủ động trong tất cả mọi vấn đề.
Tôi lấy ví dụ đó chính là ở trong lớp học, bạn dù mà bạn dù là bạn biết đáp án, bạn biết đáp án của câu hỏi đó, nhưng mà bạn vẫn ngồi im và bạn đợi đợi giáo viên gọi gọi tên của bạn. Nếu mà gọi thì bạn sẽ đứng dậy phát biểu, và ngược lại, nếu mà không gọi thì bạn sẽ ngồi im như vậy. Bạn nghĩ như vậy là tốt không? Điều đó không hề tốt một chút nào, và điều đó còn khiến cho bạn sẽ khiến cho họ nghĩ rằng bạn là một người vô cùng là tự ti, vô cùng là bị động. Thứ hai đó chính là bạn thiếu tinh thần học hỏi. Điều này thể hiện ở đâu? Thể hiện ở việc đó chính là bạn không biết đặt câu hỏi như thế nào, hoặc là bạn không muốn đặt câu hỏi để hỏi cái vấn đề mà bạn đang thắc mắc, mà bạn sẽ nghĩ rằng cái bài này khó. Bạn sẽ về bạn tìm mạng, bạn tra mạng, tra mạng, mà thay vì việc bạn thay việc đó, bạn không muốn hỏi thầy cô, không muốn hỏi bạn bè. Thứ ba đó chính là bạn bị lạc đường. Giống như tôi nói vậy, khi mà bạn lạc đề, điều này cũng thể hiện đó là cái vấn là bạn đang không hiểu rõ vấn đề, bạn không hiểu kỹ vấn đề, cái vấn đề mà bạn đang muốn truyền đạt tới là gì. Bạn không hiểu được nội dung cũng như là cốt lõi vấn đề, không hiểu một cách rõ ràng rành mạch, cho nên mới dẫn đến mà việc bạn bị lạc đề. Thứ tư đó chính là bạn không tham gia các hoạt động của làng của xã, không tham gia các hoạt động của trường lớp. Tại sao tôi lại nói vậy? Một người không tham gia hoạt động chung thì điều này thể hiện bạn là một người không hòa đồng, và không hòa đồng đồng nghĩa với việc là bạn nói rất ít. Đây chỉ là một ý kiến chủ quan. Bạn nói ít, bạn nói ít chưa chắc là bạn là một người không hòa đồng, nhưng bạn không hòa đồng thì chắc chắn bạn nó sẽ rất là ít, bạn rất là ngại tiếp xúc. Thứ năm đó chính là bạn bạn luôn bạn làm việc một cách bạn bỏ dở giữa chừng. Bạn làm một việc, bạn không làm đến cuối cùng, bạn không làm đến tận gốc của việc đó, và bạn bỏ dở công việc đó một cách giữa chừng, mà không sẽ khiến thì bạn có chắc rằng việc mà bạn bỏ giữa chừng như vậy sẽ tốt hay không? Hay là nó giống như là vấn đề bạn đọc một quyển sách vậy, bạn đọc không hết quyển sách mà bạn đọc khoảng tầm một quyển sách 1.000 trang thì bạn đọc đến 500 trang, thì bạn có hiểu được toàn bộ nội dung của nó hay không? Khi bạn trò chuyện, bạn bỏ đi giữa chừng thì bạn có hiểu được kết thúc cuộc trò chuyện đó thì mọi người nói gì và bạn mọi người đang muốn truyền tải những gì hay không? Tôi nghĩ là câu trả lời là không. Ngoài ra, ngoài những nguyên nhân đó, ngoài những nguyên nhân do tâm lý, thì cũng có một số nguyên nhân do ảnh hưởng của sức của một cách nguyên nhân vô cùng là chủ quan, như là bạn bị ngọng, bạn bị nói lắc. Tất cả những vấn đề này đều phải học, đúng, nói đúng, nhưng mà muốn sửa được cái việc nói lắc hay là bị ngọng này cũng là cả một vấn đề, và nó cũng ảnh hưởng rất nhiều trong quá trình mà bạn giao tiếp. Khi nói chuyện, bạn nói một cách không có lý lẽ, một cách vô căn cứ cũng khiến cho cuộc trò chuyện dễ dẫn đến sự bế tắc. Và có nguyên nhân thì chắc chắn sẽ có biện pháp. Sau đây tôi sẽ nói một vài biện pháp để cho bạn tham khảo. Biện pháp này có thể giúp bạn hay không đều dựa vào việc bạn có thực hiện nó một cách nghiêm túc hay không. Thứ nhất là bạn thử khoa chân múa tay khi nói. Khoa chân như tôi này, khi mà chúng ta nói, việc khoa chân múa tay sẽ kích thích dây thần kinh của bạn, sẽ khiến cho bạn có thể cởi mở hơn, nó sẽ tác động khiến giúp cho bạn nói một cách tốt hơn và khó bị bí từ. Thứ hai đó là bạn hãy thử nói nhiều, thực hành nhiều, làm nhiều và hỏi thật nhiều. Việc mà bạn làm nhiều như vậy không thể hiện là bạn là một người lắm chuyện, không phải thể hiện bạn là một người nói lắm, mà đang thể hiện bạn là người, mà tất cả đều phụ thuộc vào việc việc bạn nói những gì, bạn hỏi những gì, thì mới thể thì điều này sẽ giúp cho bạn thì sẽ giúp cho bạn có cách nhìn như thế nào đối với mọi người xung quanh. Bạn hãy thử học cách kể chuyện. Học cách kể chuyện thì bạn hãy học thì đầu tiên bạn phải đọc một cách có tiết tấu,
Tiết tấu ở đây là gì? Là bạn phải hiểu ở đâu là dấu phải, ở đâu là dấu chấm, ở đâu nên ngừng, ở đâu nên đổi giọng. Đó chính là tiết tấu. Đó, bạn phải biết mở và biết thắt nút, nhưng cũng nên biết mở nút, đừng bao giờ chỉ biết thắt nút mà thôi. Điều này sẽ tạo ra hứng thú cho người nghe trong câu chuyện. Và khi mà nói chuyện thì bạn hãy cố gắng đưa ra những vấn đề để khiến cho mọi người cùng nhau tranh luận, để khiến cho cuộc nói chuyện trở nên sôi nổi và tốt đẹp hơn. Bạn phải hiểu, bạn nêu ra vấn đề, bạn nói vấn đề, chứ không phải là việc mà bạn phán xét người khác. Nếu mà bạn muốn phán xét người khác thì đầu tiên bạn phải hỏi rằng bạn có từng nói dối hết chưa? Bạn có từng làm việc xấu hết chưa? Nếu câu trả lời là tôi thì bạn không có quyền phán xét, bạn không có quyền nói người khác. Khi nói thì hãy nói một cách diễn tả cảm xúc, như vậy sẽ khiến cho người nghe có thêm tình cảm, cũng như là có hứng thú trong trong cuộc nói chuyện với bạn. Hãy tạo ra những liên tưởng, hãy đưa ra những ví dụ. Ở đây là gì? Liên tưởng ví dụ như là bạn đang miêu tả một cô A này đó, A nào đó, bạn đang giới thiệu một cô A nào đó, bạn hãy nói là cô A này xinh như Triệu Lệ Dĩnh chẳng hạn, hoặc là cô A này dịu dàng, cô A này trắng như là Bạch Tuyết chẳng hạn. Họ không biết cô A bạn mới tới là gì, nhưng họ biết những thứ mà bạn liên tưởng là gì, và từ những thứ mà bạn liên tưởng tới, họ có thể áp lên người mà bạn đang muốn giới thiệu, và có thể hiểu rằng bạn đang muốn nói gì. Bạn hãy đưa ra những công cụ, ví dụ như là bạn miêu tả cái bút, bạn hãy giơ cây bút, bạn miêu tả quả khế thì bạn hãy giơ cái khế. Như vậy sẽ khiến cho họ có thể hiểu được vấn đề một cách nhanh và tốt nhất. Và đặc biệt là chính là nói là một vấn đề, khi bạn nói và bạn biểu đạt cũng là một vấn đề. Hãy tạo cho mình một khuôn mặt biết cười, một ánh mắt biết cười, một nụ cười biết cười, thì sẽ khiến cho họ có thiện cảm với bạn hơn rất rất nhiều. Như tôi đã nói, giao tiếp nói là một nghệ thuật, và người biết nói là một người biết giao tiếp, một người biết nói thạo chính là một nghệ sĩ. Vì vậy, không chỉ tôi và các bạn, tất cả hãy cùng học để trở thành một người nghệ sĩ của chính cuộc đời mình.